Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Y khoa phục vụ đời sống vào mỗi tuần ngày Chủ nhật 5 giờ chiều, giờ chính thức của chiếu chương trình trên băng tần 57.6 của hệ thống truyền hình VBS. Và Thùy Dung xin chào bác sĩ Kevin Mai. Xin chào quý vị khán thính giả và cô Thùy Dung. Thì tôi cũng xin chia sẻ một vài điều là có vài bệnh nhân gặp thì mà rất là thích nghe chương trình của anh em mình. Tại vì chương trình nó chỉ những cái rất là thiết thực, nó không có xa vời giống như cách chương trình vừa rồi chỉ cách dùng thuốc, dùng như thế nào. Thì một điều mà thú vị tìm ra là rất nhiều quý vị dùng sai. Tưởng đơn giản nhưng mà không đơn giản. Ngay cả cách nhỏ mắt cũng nhỏ lùa lung tung, rồi nước mắt nó chảy ra, rồi nó trôi xuống cổ họng, nó đắng ngắt, không có bịt lại hai khóe mắt, rồi không có kéo cái màng dưới đó để thả vào chính giữa để cho nó giữ được lâu hơn. Đó là về nhỏ mắt. Rồi có quý vị là xịt lỗ mũi, xịt là cứ ngước lên trời xịt, nước mũi thì lòng thòng, thì hỏi đâu là cái nó thấm vô được, đúng không? Rồi nhỏ lỗ tai thì có nhiều quý vị tôi đã nói rồi, để trong tủ lạnh lâu ra nhỏ, trời tinh tú quay cuồng. Quý vị biết cái gì mà nước lạnh mà nhỏ vô lỗ tai là chúng ta thấy giống như chúng ta ngồi ghế xoay vòng tròn vậy á. Cho nên phải cho nó ấm chút rồi mới nhỏ. Nằm một nghiêng qua một bên, kéo cái lỗ tai ra lên một chút xíu cho nó cái đường trong lỗ tai của mình, nhiều người nó không có thẳng. Nó thường hay méo mó một chút. Rồi cái nó bị ngạt rồi nhỏ nó không vô. Cho nên chúng ta phải chú ý những con nó, ngay cả cái hít bình xuyển nữa. Chúng ta cũng phải thở ra rồi hít vô sâu mà thì nó mới vô. Chính là nó xuống phổi của mình chứ không phải là thuốc nó ở miệng. Anh ấy nhớ là thuốc, mấy cái thuốc xuyển phải xuống cổ họng, cái khí quản của mình thì nó mới work. Đấy là một vài vấn đề. Tưởng đơn cho giản nên, nhưng mà không đơn giản chút nào ạ. Quý vị nên có một cái cô mới đây khoảng cách đây khoảng ngày thôi, nói là tôi bác sĩ Mai, bây giờ tôi mới khám phá ra tôi xài thuốc sai hết. Thuốc mà uống bụng đói tôi lại uống bụng no, uống bụng no tôi uống bụng đói. Thuốc này uống buổi tối tôi lại uống ban ngày, cho nên nó buồn ngủ đó. Cho nên quý vị có cái khi mà bác sĩ kê toa xong xuôi, bác sĩ thì không có thời gian chỉ cho từng cách dài, thì quý vị tới pharmacy. Cho nên quý vị nên hỏi chỉ pharmacy cái cách xài. Dạ, bụng đói bụng no hay xoài lúc nào cũng được. Khi cần hay là xài liên tục. Cũng có một anh nói, anh kêu tôi thì bác sĩ cho thuốc tôi về uống. Tôi uống đủ 3 tháng cái tôi nghỉ đi thử máu. Kêu anh nghỉ bao lâu rồi? Tôi nghỉ cả tháng rồi bác sĩ, chờ thử máu rồi uống lại. Sai quý vị. Thứ nhất chúng ta nên uống nhiều, uống hàng ngày. Thuốc cholesterol mà chúng ta bỏ chừng độ 2-3 ngày thôi là mỡ nó đã lên cao lại rồi. Rồi khi mà tôi thử tôi thấy lên cao thì tôi làm gì? Tôi tăng thuốc thêm. Cái đó là không đúng. Quý vị nên uống, dù có thử máu hay không cũng nên uống. Cái ngày quý vị đi thử máu quý vị cũng phải uống thuốc và uống nước. Chứ không làm, tôi nghĩ sai lầm là thuốc nó không work. Ngay cả những thuốc cao huyết áp á, đáng lẽ ngày đó đi thử máu quý vị nên uống thuốc đều đặn. Do đi thử máu quý vị không uống thuốc đó là sai. Cho nên vô huyết áp cao rồi tôi lại nghĩ cần uống thêm thuốc để huyết áp giảm. Nhưng mà quý vị lại nói ồ sáng nay tôi không uống thuốc đi thử máu cho nên huyết áp này 580 trên cả trăm, rất là nguy hiểm quý vị. Nhưng mà đôi khi có nhiều quý vị nói là bây giờ tôi thử để tôi không dùng thuốc thì thử coi là cái thực trạng hiện tại của tôi như thế nào, có đúng không? Cũng được, nhưng mà nên báo với bác sĩ biết. Chứ đừng có thử nhiều cái thứ ngừng nó nguy hiểm. Nhiều cái thứ ngừng một thời gian cũng không nguy hiểm lắm. Ví dụ huyết áp chúng ta ngừng á thì nó nguy hiểm, nó lên cao, nó mình bị stroke heart attack anytime. Còn thuốc cholesterol chúng ta ngừng một tuần hai tuần thì chúng ta thường không thấy gì hết. Dĩ nhiên mỡ nó lên cao nhưng mà không có triệu chứng. Đó là cái vấn đề chúng ta muốn thử. Chúng ta bác sĩ không có la gì hết á, không có sợ, cứ nói tôi không muốn uống thuốc, tôi muốn ngừng thuốc này được không bác sĩ? Ngừng chừng độ một tuần hai tuần đi thử máu. Thuốc nào được tôi nói được, thuốc nào không tôi khuyên không nên dùng.
Và đặc biệt là nếu như mình đi thử máu thì vẫn uống nước đầy đủ. Vẫn uống nước đầy đủ. Lý do uống nước đầy đủ á thì lấy máu nó dễ nè, ít bị đau đớn. Thứ hai nữa, thận nó tốt. Chúng ta mà đi tiểu mà cái nước tiểu nó màu nâu, màu vàng đậm á là chúng ta không tốt. Thận thử ra sẽ suy. Rồi bắt thử đi thử lại. Đấy, trong là tiểu nước tiểu mà hơi vàng nhạt, vàng lợt là tốt nhất. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sang một cái câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Tôi có người nhà bị bệnh viêm gan B. Tôi không biết là tôi ăn chung với người bị nhiễm viêm gan B thì có bị lây hay là không? Cái câu hỏi này rất là nhiều người. Tuy nhiều bác sĩ lên đài nói chuyện an ủi ỷ lạo rồi, nhưng mà chúng ta vẫn lo sợ khi chúng ta có người nhà bị bệnh này. Thì cái đầu tiên là cha trả lời là không, không, không. Chúng ta ăn chung, nắm tay chung, những cái contact bình thường, ngủ chung, những cái đó là không có bị lây. Nước bọt thì sao? Nước bọt cũng không có, chưa không có bằng chứng nào cho lây. Nhưng nó lây qua cái như thế nào? Thứ nhất là chúng ta biết là truyền máu, nó phải có máu, mủ và tinh dịch thì nó mới lây. Truyền máu, tattoo hay là xì ca ma tí hay là mẹ truyền cho con. Quý vị thấy cái bức ảnh này, đầu tiên á là chúng ta hiểu là trước đây chúng ta nhiều người đi truyền máu trước năm 1990 á, máu nó không có được lọc, cho nên chúng ta đi truyền máu, chúng ta bị thiếu máu, đi truyền máu thì chúng ta bị nhiễm viêm gan B hay là C. Rồi cái thứ nhì là xì ke ma túy. Không những xì ke ma túy mà trước đây tôi nhớ là hồi nhỏ đứng chích ngừa đó, một hàng trẻ em nhỏ nhỏ đứng chích ở mẫu giáo, rồi cô đó cô cứ chích rồi cô lấy cái cây kim mà xài lại, quậy quậy chút nước ấm hay là tẩy trùng gì đó rồi rút thuốc chích tiếp chứ không có thay kim như bây giờ. Thì những cái trăng đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta viêm gan BC. Dĩ nhiên là thời đó chúng ta đâu có biết gì BC, sống được là hay rồi, có cơm ăn ngày nào là hay ngày đó. Quý vị nhớ thập niên 80 chúng ta khổ, rất là khổ. Mẹ truyền cho con chứ đâu có giống như bây giờ mà bác sĩ có bầu, bác sĩ theo luật bác sĩ phải thử viêm gan BC lại liền. Nếu có thì họ có nhiều cách. Hầu hết dù mẹ có bị viêm gan BC thì con cũng không bị bây giờ. Tại vì cái cách người ta chữa rất là hay, người ta cho uống thuốc, chích thuốc, rồi người ta đẻ bằng mổ rất là khéo léo. Tôi có gặp vài người mẹ có viêm gan B, đẻ con vẫn con mẹ tròn con vuông, rất là ngon, con không có bị viêm gan B. Nó vừa chích kháng thể kháng sinh cho đứa con nữa. Rồi một cái vấn đề là chúng ta nói là coi như là mấy cái này nó gọi là peace, nhưng mà không biết là tiếng Việt mà chúng ta giống như là sâu đồ là đó, sâu lỗ tai thì dân làm đẹp tai, rồi sổ mà sâu sổ lưỡi. Tôi nhìn thế này tôi sợ lắm, không hiểu thấy có đẹp không? Cô Thị Dung cô hỏi có thấy có đẹp không không, quý vị trả lời dùm cho cổ nha, nếu mà đẹp chắc là cổ cũng làm cái cho vui. Mấy ngày trước có coi volleyball ngoài biển, có cái cô đó cô há miệng ra không những một cái mà hai ba cái, cổ của đội Brazil vừa giật đội Mỹ, thắng đội Mỹ, có lẽ là cô khâu như vậy, cô nha răng cô cười, bên đội Mỹ sợ quá đánh không nổi. Phải thua. Rồi tattoo quý vị cũng biết rồi, kim mà da giấy thì lây. Rồi cuối cùng rất là quan trọng là quan hệ tình dục. Nếu mà có nhiều người hỏi câu cũng vui, chồng không bị, vợ không bị thì làm sao mà lây cho nhau, đúng không? Thứ nhất chúng ta phải nói là không, không có chuyện đó. Nhưng mà lỡ đi ra ngoài hoặc là làm những cái người mà có bị thì viêm gan B là dễ bị lây. Nhưng C thì khó lây qua bệnh tình dục hơn. Viêm gan C nó thường ở Mỹ number one vẫn là mấy người xì ke ma tí. Còn ở Việt Nam thì có lẽ cũng đâu đó là do sinh ra hay là do truyền máu hay là dùng kim chích không được sạch sẽ. Viêm gan B như vậy mình có chữa dứt được không? Viêm gan B hiện giờ vẫn chưa chữa dứt được. Chúng ta viêm gan B chúng ta vẫn
phải uống thuốc hoài. Uống để làm gì? Uống cho con vi trùng nó không thấy cho trong máu, hay là nó có lượng rất là nhỏ, nó không hại gan, nó làm không ung thư gan. Nhưng mà phải uống hoài quý vị. Có nhiều người bỏ thì nó lại trở lại. Tức là không thấy trong máu nữa, nhưng mà nó núp đâu đó trong các gan, các não, các thận của chúng ta. Nó là DNA quý vị, cho nên nó núp giỏi lắm, khó chữa. Còn cái viêm gan C, hiện giờ tin tốt này ra tin tốt khác của viêm gan C. Quý vị cũng biết trước đây viêm gan C là đau khổ lắm quý vị, phải chữa bằng chích và uống tơi tả, còn khổ hơn là cái bệnh viêm gan C nữa. Nhiều người chích bị trầm cảm, bị thiếu máu, bị đau nhức, phải ngừng nghỉ, vừa chích vừa uống. Bây giờ viêm gan C người ta chữa dứt rồi, có 3 tháng thôi, chữa bằng những cái loại uống thuốc thường, ít phản ứng phụ, rất là tốt. Có một tin tức mới tốt nữa là có một cái loại thuốc vừa ra nữa, Evclusa, thì có chữa viêm gan C. Thì viêm gan C người ta chữa, cái loại này nó chữa cái loại viêm gan C có nhiều loại, thì nó chữa loại nào cũng được, hay như vậy. Trước đây viêm gan C mình phải đi thử cái genotype, quay thử loại nào, loại 1 thì có Havoni hay là cái gì đó để nó có chữa được, loại nhiều lúc loại khác người ta không cho, không chữa được. Nhưng mà bây giờ có loại mới, chơi hết, ngon lành, mà chỉ cần uống thôi. Cái mà khó khăn nhất của những thuốc này là nó vẫn còn rất là mắc tiền quý vị, cả trên cả 1.000 đồng một viên. Chữa hết một khóa như vậy cũng gần cả trên cả 100 mấy ngàn. Wow. đấy nhưng mà hết. Nó hết sẵn, nó hết sẵn mà bảo hiểm trả tiền, Medicare trả tiền. Tiền ở đâu là tiền thuế. Cho nên chúng ta nên nhớ vậy. Chúng ta cần thì chúng ta vẫn nên chữa trị. Dạ vâng. Và như vậy bác sĩ có thể nói sơ qua những cái triệu chứng nào cho thấy cái căn bệnh viêm gan B được không? Viêm gan B, C thì chúng ta thường bị là bị xa xưa, chứ không phải mới bị đây. Những cái người mà nó gọi là carrier đó là họ bị từ lúc ở Việt Nam rồi, có thể 20, 30, 40 năm trước. Tại sao là Việt Nam, mà thí dụ những người đẻ ở đây thì cái đó là nó hoàn toàn là tuyệt chủng hay là sao? Khó, bây giờ người ta đoán là nó sẽ tuyệt chủng. Vâng. Do bên Mỹ á, người ta chăm sóc kỹ lưỡng quá. Vâng. Vừa đẻ ra đã chích ngừa rồi. Vâng. Vừa rõ đọc là có mấy ngày ở bệnh viện người ta đã đài xuống chích viêm gan B rồi. Vâng. Rồi người ta thử mẹ thử con, đầy đặn hết. Vâng. Cho nên nó không có cái chance. Vâng. Rồi cái sự hiểu biết nó cao quá. Nó không, những cái này á người ta làm rất là sạch sẽ, người ta blood transfusion cũng loại trừ rồi, đúng không? Đúng không? Tattoo needle thì có mấy ai xì ke ma tí, đúng không? Mẹ thì đã được bảo vệ rồi, mẹ đã thử trước khi sinh con. Rồi mấy cái này người ta cũng, mấy cái trung tâm người ta cũng làm rất là sạch sẽ. Mà tattoo người ta cũng kim chích rồi tẩy. Còn quan hệ tình dục thì chúng ta đã well known rồi, chúng ta khỏi lo chuyện đó nữa. Chỉ có kiểu những anh nào còn muốn máu nhộm bãi Thượng Hải, còn tung hoành ngang dọc thì chúng ta mới sợ cái điều đó. Và trở lại một chút xíu với cái triệu chứng của cái căn bệnh viêm gan BC đó là gì? Nó không triệu chứng. Không triệu chứng. Nhưng mà tới giai đoạn cuối á, nó làm sơ gan, sinh bụng, sơ gan bụng trước, và có thể sưng cả người lên, vàng da. Đó là những cái triệu chứng về giai đoạn cuối. Nhưng mà viêm gan BC hoặc là AD mới lúc đầu bị á, thì chúng ta có thể bị đau bụng, oái mửa, vàng da. Lúc đầu á, nó mới tấn công mình á, thì nó phá cái gan, nhưng mà sau đó nó chuyển qua trạng thái là kinh niên. Nhưng mà A thì không có kinh niên, A chỉ một lần rồi thôi, cho nên A thì nhẹ nhàng tình cảm hơn. Còn BC nó có thể chuyển thành kinh niên cho chúng ta. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị khán thính giả, đó là phần 1 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống. Ngay sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị vui lòng đừng rời màn hình. Xin cảm ơn.